Rinocchio thì kiểu dáng thanh thoát hơn và sang trọng hơn. Ngoài ra âm thanh của Pinocchio thì rất là chân thật và mang đến cho người chơi cái cảm nhận sâu sắc âm nhạc hơn. Là Pinocchio, phím của nó các bạn nghe thanh. Pinocchio cấu tạo gồm 6 bộ phận, đó là về khung đàn, bảng cộng hưởng và dây đàn. Và bộ cơ bên trong, pedal và cái hộp đàn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi xem bên trong. Đây. Cái nắp này, chỉ cần bật. Đây, nó bật lên thôi, Pinocchio là khi mà mở nắp này ra, đàn Pinocchio nào thì nó cũng có hai cái chốt ở bên đây này. Các bạn chỉ cần quạt lên cái bên này đó là sau đó mở Pinocchio, mở nắp ra. Đây là bộ cơ của đàn. Còn cái nắp của cái đàn nó muốn mở ra mà không cần gì phải bận gì hết, chỉ cần kéo nó lên. Đây là bộ cơ nha. Đây 88 phím đàn. Đây cũng là phím đàn. Đây, quay kỹ đây nha, cơ chế hoạt động của cái phím đàn. Như đây là mình nhấn một phím nè. Thì cái phím nó sẽ nâng cái gỗ này lên, cái búa đàn, cái này gọi là cái búa đàn. Khi mà ngang nâng cái miếng gỗ này lên, cái búa đàn nó sẽ đập vào cái dây. Đây là bộ phận dây của cái đàn. Và đây là những cái chốt để giữ dây đàn lại, để giữ cao độ của cây đàn. Thường mà các bạn nghe mà cây đàn bị tuột cao độ thì người ta muốn tăng để đúng cao độ là người ta phỏng mấy cái chốt này để cho đúng cao độ lại. Đàn Pinocchio thông thường là sẽ có 3 cái pedal. Pedal bên phải á là dùng để vang tiếng nè. Đây. Đây, qua đây, qua đây. Đây, một cái đây là những cái miếng gỗ được dính vào dây đàn này để giúp tiếng đàn nó không có vang lên. Đạp xuống nè, đạp cái đàn bên phải xuống nè. Đó là miếng gỗ sẽ hỏi là giúp cho tiếng đàn nó phát. Đó, nó vang lên. Ngay cả khi mình nhấc tay lên rồi tiếng đàn vẫn vang lên nè. Cho khi nào mình đạp mình nhấc cái đàn lên nè.
Beta bên phải thường được dùng ví dụ những cái vị trí đàn nó xa quá, ví dụ như tự đây mình nhảy lên đây, mình nhảy lên vị trí lên đây thì cái tiếng đàn nó sẽ bị ngắt ra. Mình dùng đạp beta xuống thì nó sẽ quan tiếng đàn là nó giữ tiếng lại cho mình. Cho cái búa này nó chạm vào miếng vải chạm vào dây đàn thì lúc đó cái âm thanh nó phát ra sẽ nhỏ hơn. Đây mình đàn thử đó, âm thanh nó phát ra nhỏ hơn, mình nhắc lên. Nếu khách mua muốn biết được năm sản xuất của cây đàn này chính xác thì các bạn có thể search cái số seri này lên trên mạng thì sẽ ra cái năm sản xuất của chính xác của cây đàn này. Hầu như cái đàn nào cũng có. Đây, tới cái đàn sẽ được. Cái đàn Bionoke là nó cũng cấu tạo giống như nhau. Thường khi mà kiểm tra thì nó giới thiệu đây là búa đàn này, nhưng mà nếu muốn biết búa đàn này nó có bị thay hay không, hoặc là đã thay đổi cái búa của cái đàn khác qua cái đàn này hay không thì chúng ta kiểm tra đây. Đây là búa của cái đàn luôn, Yamaha. Thêm nữa cái nắp ở dưới đây. Nắp dưới đây nó có một cái chốt đây nè, các bạn đè và đè lên kéo cái nắp này ra. Nghe bộ phận bên trong như thế. Tiếp theo ở dưới đây thường là sẽ có gắn một cái ống sưởi đèn. Để sẽ gắn vào trong đây. Các bạn thấy đây là dây đèn. Đây là cái bảng cộng hưởng của cây đàn. Đây là cái bảng cộng hưởng của cây đàn. Thì bảng cộng hưởng này dùng để làm gì? Dùng để cho cây đàn nó khi mà cái dây đàn búng lên thì sẽ nó sẽ cái bảng cộng hưởng này nó giúp vang cái tiếng lên. Ống sưởi đàn piano là hầu như cũng sẽ có một cái ống sưởi được gắn dưới đây. Ống sưởi dùng để làm gì? Ống sưởi dùng để đó là phụ kiện quan trọng nhất của cây đàn. Để tránh những cái trường hợp ví dụ như là phím này. Thường nếu như mà các bạn không sưởi thường xuyên cho cái đàn thì cái đàn nó sẽ bị dính cái phím vào đây. Đàn sẽ dính cái phím vào như vậy. Nhưng mà mình đâu có mở cái đàn ra đâu mà mình thấy. Đó thì các bạn nhìn cái đàn này, cái phím đàn này. Hoặc đó nha, hoặc